Kiền thành niệm cát tường thần chú. Năm nay kể từ ngày Nguyên Đán, chúng ta cùng thành tâm niệm thần chú tiêu tai cát tường. Nam mô Tam Mãn Đa Mẫu Đà Nẫm A Bát La Đề Hạ Đa Xá Sa Năng Nẫm Đát Điệt Tha Án Khư 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 Hê Hồng Hồng Nhập Phạ Ra Nhập Phạ Ra Bát Ra Nhập Phạ Ra Bát Ra Nhập Phạ Ra Đề Sát Xá Đề Sát Xá Sát Trí Dị Sát Trí Dị Sa Phấn Thóa Sa Phấn Thóa Phiến Đề Ca Thất Lý Duệ Sa Bà Ha. Nếu như quý vị chuyên tâm chỉ niệm, chắc chắn sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn và tới được cảnh giới như trong câu nói cảm ứng đạo giao. Tại sao chúng ta cần phải niệm thần chú tiêu tai cát tường? Để cầu cho toàn thế giới, toàn thể nhân loại tai qua nạn khỏi đến chỗ cát tường. Đó là lý do thúc đẩy vạn Phật Thánh Thành cử hành Pháp hội tiêu tai cát tường. Tóm lại, chính là giúp chúng sinh thoát ly khổ ải, chứ không có mục đích gì khác. Một số các chùa, bất luận mở pháp hội nào đều nhằm vào các thí chủ công đức, tức là người xuất tiền của để làm công đức. Vạn Phật Thánh Thành không giống như vậy, chẳng có pháp hội nào mà chúng ta nhằm vào các công đức chủ, chúng ta chỉ có chủ công đức mà thôi. Thế nào gọi là chủ công đức? Nghĩa là Vạn Phật Thánh Thành chủ trì công đức và hồi hướng tất cả công đức cho toàn thể nhân loại trên thế giới này. Tại đây, chúng ta mang hết thành tâm và thành ý niệm, thần chú tiêu tai cát tường, vì lợi ích của toàn thể nhân loại, chứ không phải là chỉ riêng lợi ích của mấy người ở tại Vạn Phật Thánh Thành. Pháp hội này lớn rộng, đại nhi vô ngoại, nghĩa là to lớn đến độ bao trùm hết các chúng sinh, không một chúng sinh nào ở ngoài cả, bất cứ ai, không kể người tin Phật hay không tin Phật, kẻ thiện, người ác, chúng ta đều mang công đức hồi hướng cho tất cả, làm cho mọi người thoát ly khổ ách và được hưởng an vui. Thực hiện những pháp hội này, chúng ta không hề đặt giá, chỉ lo châu toàn bổn phận, hết một lòng với thiên chức. Lẽ đương nhiên, cầu an lạc là phải cầu cho hết mọi chúng sinh. Nếu không nhận thức cho rõ, chúng ta sẽ làm mất hết ý nghĩa của pháp hội. Bởi vậy, chúng ta phải niệm với một sự chí thành, một sự tha thiết, để có thể cảm động tới lòng từ bi của Phật và Bồ Tát, khiến các ngài rủ lòng thương xót, giúp giảm nhẹ tai nạn cho chúng sinh. Tai nạn lớn biến thành nạn nhỏ, tai nạn nhỏ thì được giải hóa luôn. Ở đây, chúng ta hết lòng cầu nguyện cho toàn thể nhân loại được tiêu tai cát tường. Đó là cái đáng giá. Chúng ta nhờ vào cái vị thế ưu việt của đạo tràng thành vạn Phật mà làm tiêu được tai nạn cho toàn thể nhân loại trên thế giới, thì thật là một điều hết sức lý tưởng. Nếu không có địa điểm đó, thì không nơi nào có thể giúp chúng ta làm được công đức này. Cho nên, tại Vạn Phật Thánh Thành, có quy định làm sái tịnh, tức dọn dẹp sạch sẽ vào đêm trừ tịch của âm lịch, để sáng ngày mùng 1, Nguyên Đán, bắt đầu niệm thần chú tiêu tai cát tường. Vạn Phật Thánh Thành làm chủ công đức, nghĩa là chủ trì việc làm công đức, để hồi hướng đến các chúng sinh trên toàn thế giới. Quý vị, tham gia các loại pháp hội này là một vinh dự, một vận may, quý vị hãy phấn chấn tinh thần, thành tâm mà niệm, chớ có bôi bác bề ngoài, che đậy tâm lười biếng. Mọi người phải cùng nhau một lòng vì cứu độ chúng sinh mà niệm, hãy niệm, 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 niệm. Ha ha ha,